ra là khi có chứng chỉ xong thì mình đã nhảy việc và tìm được một công việc mới tốt hơn. Công việc trước đây thì mình cũng không hài lòng lắm về thu nhập, nhưng mà công việc hiện tại thì mình rất hài lòng. Các nhà tuyển dụng khi mà thấy mình có cái chứng chỉ đại lý thuế thì cũng đánh giá cao mình hơn, nên là mình thấy rất tự tin khi đi phỏng vấn. Mình thì định thi từ năm 2020, nhưng mà đợt đấy mình chưa đủ để công tác, nên là đến năm 2022 vừa rồi thì mình mới bắt đầu định thi. Mình đã dành ra khoảng 2 tháng trước khi thi để ôn tập. Mình đã học thầy Minh từ năm 2022, ngay trước đợt thi thôi. Khi mà tìm được chứng chỉ này thì mình quyết định là mình sẽ học hai môn cùng một lúc luôn, thi một nhát ăn luôn. Đau khổ một lần thôi chứ đừng đau khổ nhiều lần. Mình dành ra 2 tháng trước khi ôn, rồi mình dành toàn bộ thời gian buổi tối của mình để đi học và ôn tập. Nhưng mà mình chịu khó bỏ thời gian ra thì cái gì nó cũng thành dễ. Quan trọng là quyết tâm của mọi người thôi. Mình nghĩ là trong một tháng trước khi thi thì mọi người nên học hết một lượt lý thuyết. Đối với môn thuế thì phải nắm chắc được các luật rồi. Và đến một tháng trước khi thi thì mình sẽ dành nhiều thời gian để làm bài tập hơn. Đó là hồi xưa mình chiến thuật của mình ôn là như vậy. Kỳ thi này mình nghĩ ví dụ như là môn thuế chẳng hạn, thì phần bài tập nó sẽ tăng khả năng cao, cái gì cũng có, nên mình nghĩ đấy là một trọng tâm. Phần thứ hai thì mình nghĩ là nắm chắc lý thuyết thôi. Thông tư thì tự khắc là bài tập sẽ làm tốt. Khó khăn nhất thì chắc là khối lượng kiến thức nhiều và thời gian mình khá hạn hẹp, bởi vì là mình cũng đi làm ấy, đi làm về thì cũng mệt, xong cũng phải bỏ thời gian để học nữa. Thì mình đành phải hy sinh thời gian làm những việc khác thôi, mình không vui chơi nữa, thì để tập trung trong khoảng 2 tháng trước khi thi thôi. Thì trước thầy Minh chia sẻ mình cũng làm đúng theo luôn. Đấy là phần nào cũng phải làm và phải phân bổ thời gian. Mình thấy là mọi người hay có tâm lý là làm gần xong bài này rồi, làm nốt bài đấy xong mới làm tiếp. Nhưng mà như thế hậu quả sẽ là rủi ro là không đủ thời gian để làm hết bài. Mình nghĩ nguyên tắc là phải bài nào cũng phải làm, không được bỏ trắng thì điểm mới cao được. Đấy là mẹo của mình. Mình nghĩ tự ôn thi thì sẽ hơi khó, bởi vì cái kỳ thi đại lý thuế này nó không chỉ kiểm tra về mặt kiến thức mà nó còn kiểm tra về mặt cả kỹ năng làm bài nữa. Nhưng mà khi mình nghĩ là đi học trung tâm ấy, thì mình sẽ được rèn luyện cách trình bày bài này, rèn các loại đề, cũng như là được định hướng mẹo làm bài khi thi sẽ giúp tốt hơn mình khi mình thi. Khi mình chưa biết đấy thì mình cũng tìm hiểu trước, tìm hiểu về ví dụ như là thời gian học này, hay là địa điểm học này, xong rồi chất lượng các thầy giảng dạy. Đó là mình có xem được một clip trên mạng của thầy Minh, mình kiểu bị cuốn hút bởi cái sự nhiệt huyết truyền lửa của thầy, cũng như là cách mà giảng dạy chuyên sâu thực tế, nên là mình rất thích thầy Minh. Thì mình cũng đã kiểm tra trước, quyết định chọn PCD. Học xong thì mình là fan thầy Minh luôn, fan boy. Mình cũng học từng học nhiều thầy dạy về thuế rồi, thầy Minh không phải thầy đầu tiên. Nhưng mình thấy thầy Minh là có một cái nhiệt huyết trong người rất là lớn. Cảm giác là khi đi học các bạn sẽ biết ngay là thầy nào dạy chỉ vì thời gian, còn kiểu dáng giáo trình, còn thầy nào dạy vì mục đích cộng đồng hay là chia sẻ kiến thức. Mình thấy thầy Minh là rất là tốt trong việc cộng đồng chia sẻ kiến thức. Ở trung tâm khác thì mình ôn thì mình thấy họ dạy chỉ thuần để đi thi thôi, nó không sát thực tế, không kiểu giảng sâu về bản chất, dẫn đến là nhiều lúc mình quên luôn ý. Kiểu họ chỉ nói là quy định này là vì thế này, chứ còn vì sao lại như vậy, đạo lý thế nào thì họ không nói, không có thực hành, không có đạo lý ở sau đấy, nên mình thấy khó nhớ. Sau khi xây Edu thì mình thấy là thầy Minh đúng là giảng rất tâm huyết, giảng cái đâu mình hiểu cái đấy và nhớ luôn. Mình thấy là vừa mệt vừa vui. Mình mệt bởi vì là thực ra học 4 tiếng không phải đơn giản. Nghĩa là người giảng cũng mệt nữa, mà người học để tiếp thu được kiến thức đấy cũng mệt theo. Nhưng mà vui được cái là mình thấy là kiến thức nghiệp vụ mình nâng cao rất nhiều sau buổi học. Vì nếu mà để vào mình ngồi bàn học thì chắc là mình không thể học đến 12 giờ như vậy. Nhưng mà có thầy đứng bên cạnh động viên giảng dạy thì mình làm được. Kiến thức khi mình đang học của thầy Minh thì mình thấy là áp dụng được trong cái công việc hiện tại mình rất nhiều, bởi vì là ngay từ lúc giảng dạy là thầy đã giảng kèm với thực tế rồi.
không chỉ giảng lý thuyết. Từ trước khi mình học khóa học ấy, thì ví dụ như mình gặp một vấn đề khó thì mình chỉ biết Google thôi. Và khi ra một cái trang kết quả Google đấy, mình chỉ tiếp nhận thông tin một chiều. Ví dụ họ nói A là B thì mình biết A là B, chứ mình cũng không biết là đấy là có đúng hay sai theo quy định nào. Nhưng mà sau khi học khóa học xong thì mình như là một thay đổi tư duy mindset luôn. Nghĩa là khi gặp một vấn đề khó và mình tìm thấy một hướng giải pháp trên mạng, thì việc đầu tiên mình làm là phải backtrack lại lần, xem là liệu cái cách tư duy đấy có đúng không, và mình sẽ phản biện lại xem là mình có dùng được cái kiến thức đấy không. Và cũng như là cách nghiên cứu luật nữa, thầy Minh thì dạy cho mình cách các phương pháp nghiên cứu luật, vì luật không chỉ đơn giản là câu chữ mà nó còn là tư duy. Tham dự ngay khóa học đại lý thuế tại VCO Edu để sở hữu chứng chỉ danh giá và tự tin trở thành chuyên gia tư vấn thuế. Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi lên tới 20%.